Kỳ cảm thấy rằng là quán quân Văn Kiên và quán quân một Minh Khắc và áo quân hai là anh Minh Kha là cảm thấy đó là một cái kết quả rất là vừa vặn nhất cho chương trình. Và em mong rằng là những cái chặng đường sắp tới thì mấy anh sẽ thực sự là sáng nhất trên cái danh hiệu của mình. Dạ em đánh giá phần thi ứng xử của ba anh đều có chung mỗi người thì đều cho mình một cái câu trả lời mỗi người đều cho mình một cái câu trả lời riêng rất là xuất sắc, nhưng mà có thể là một cái quá trình nó đã nói lên tất cả. Và em nghĩ rằng là ban giám khảo luôn công tâm nhất và chấm thí sinh theo quá trình mỗi người trong dạ. Các chàng trai của team Hương Giang thì em ấn tượng với bạn nào? Trong tất cả những chàng trai của team Hương Giang thì em ấn tượng duy nhất một bạn mà khi em ngồi ở trên chiếc xe buýt cái tàu lửa thì em ấn tượng với thí sinh Văn Kiên của team Hương Giang, bởi vì là bạn ấy sở hữu một gương mặt rất là sáng. Và em không biết là kỳ này là kết quả quán quân sẽ theo nhà sản xuất hay là kết quả quán quân theo cái hướng chương trình. Nó có nhiều yếu tố lắm, bởi vì em là làm chương trình em hiểu, và em cũng mong hy vọng rằng là team Hương Giang sẽ chiến thắng. Nhưng mà có thể thôi, hoặc có thể là bởi vì mùa 1 á, thì mọi người luôn nói là nếu như team Hương Giang chiến thắng thì chẳng khác nào là nhà sản xuất tự làm tự thắng, đúng không? Rồi trong chương trình của Hương Giang á, thì dạ. Em thấy drama trong đó như thế nào, nó có thật? Em thấy drama thì em cũng em thấy là drama thì chắc chắn là thật, bởi vì rằng là khi mà mọi người á xem bất kỳ một cái chương trình nào, bởi vì là bây giờ là nó đã bị bội thực game show, bội thực chương trình rất là nhiều rồi, bởi vì là ai cũng nói rằng là tất cả những cái gì mà xuất hiện trên đó đều là diễn, đều là câu chiêu trò câu view. Nhưng mà thật sự á, khi mà bản thân em là một người làm chương trình thì em hiểu rằng là biên tập là người đẩy, drama hay không là từ người chơi, và nhiều khi cái drama đó đẩy như thế nào thì là ông tổ nghiệp sẽ quyết định. Và bạn có được khán giả yêu thương hay không, hay là bạn bị khán giả nói over như Lương Mỹ Kỳ. Dạ. Còn dạ. Team Xuân Lan và team Hà Anh thì em thấy như thế nào? Team Xuân Lan thì em nói thật sự có hai thí sinh mà em chấm, đó là Văn Kiên và Quang Thuận. Bởi vì em nghĩ rằng là không biết là quán quân năm nay trong hai bạn đó thôi, bởi vì là Quang Thuận là một người là từ zero. Nếu như chương trình chọn Quang Thuận là quán quân thì là muốn là trở thành là từ zero thành hero, là bởi vì rằng là bạn ấy có một cái tiêu, có một cái là bạn ấy là thứ nhất là bạn ấy là một gương mặt mới, và chương trình chọn bạn đó thì sẽ dễ đào tạo và có nhiều cái mới để cho khán giả xem rất là nhiều. Còn về team Hà Anh thì thật sự em cũng thấy nó mặt bằng rất là chung, và những bạn không có gì mà em phải để lại một cái ấn tượng gì nhiều lắm. Ví dụ như Lương Gia Huy thì khá là gồng. Còn về bạn Minh Khắc thì em thấy là bị cú quá rất là nhiều rồi đó. Thì không biết là nội bộ bên trong nó như thế nào.